Chào mừng học sinh quay trở lại với kênh Học Toán Online. Trong video hôm nay, chúng ta tiếp tục học môn toán lớp 7 sách cánh diều, chương 7 bài 4, phần tiếp theo. Rồi ở đây các em có thể theo dõi toàn bộ video về chương trình môn toán lớp 7 được thầy giáo đặt trong phần sẽ phát ở cuối video này. Trong video hôm nay các em sang phần 2 La Mã, áp dụng vào trường hợp bằng nhau về cạnh huyền và cạnh góc vuông của tam giác vuông. Phần hoạt động 2. Cho hai tam giác vuông ABC và A phẩy, B phẩy, C phẩy. Góc A bằng góc A phẩy và đều bằng 90 độ. AB bằng A phẩy, B phẩy và cùng bằng 3 cm. BC bằng B phẩy C phẩy và cùng bằng 5 cm. So sánh độ dài các cạnh AC và A phẩy C phẩy. Rồi. Ở đây để so sánh độ dài của hai cạnh này thì chúng ta không còn cách nào khác là các em dùng thước đo. Trước hết là các em bấm tạm dừng video và các em dùng thước đo xem độ dài của hai cạnh AC và A phẩy C phẩy bằng bao nhiêu. Ta đo được độ dài cạnh AC bằng 4 cm. Độ dài cạnh A phẩy C phẩy bằng 4 cm. Vậy ta nói AC bằng A phẩy C phẩy. Rồi các em lưu ý thêm, hai tam giác vuông này có ba cạnh tương ứng bằng nhau. Cạnh màu đỏ bằng cạnh màu đỏ, cạnh màu xanh bằng cạnh màu xanh, cạnh màu hồng bằng cạnh màu hồng. Thì chứng tỏ là hai tam giác này bằng nhau theo trường hợp cạnh cạnh cạnh. Được chưa? Ở bài trước các em đã học, nếu ba cạnh của tam giác này bằng ba cạnh của tam giác kia thì hai tam giác bằng nhau theo trường hợp cạnh cạnh cạnh. Ở đây chúng ta có hai tam giác này bằng nhau theo trường hợp cạnh cạnh cạnh. Rồi, từ đó các em suy ra điều gì? Ta thấy hai tam giác vuông này có cạnh huyền này bằng cạnh huyền này. Một cạnh góc vuông bằng một cạnh góc vuông. Rồi đến bây giờ thì có em nào chưa biết thế nào là cạnh huyền, thế nào là cạnh góc vuông của tam giác vuông chưa? Rồi em quên rồi thì thầy giáo nhắc lại nha. Khi chúng ta có một tam giác vuông như thế này thì hai cạnh của góc vuông, hai cạnh của góc vuông này người ta gọi là hai cạnh góc vuông. Cái cạnh còn lại nó không liên quan gì đến góc vuông thì ta gọi là cạnh huyền. Được chưa? Theo đề bài là hai tam giác vuông này có cạnh huyền bằng cạnh huyền, một cạnh góc vuông bằng một cạnh góc vuông. Và chúng ta đã chỉ ra được là hai tam giác này bằng nhau. Như vậy, từ bây giờ trở đi, nếu các em chỉ được hai tam giác vuông có cạnh huyền và một cạnh góc vuông tương ứng bằng nhau thì hai tam giác đó bằng nhau. Rồi ở đây chúng ta sẽ hoàn thành bài tập này. Ta đo được AC bằng 4 cm, A phẩy C phẩy bằng 4 cm. Từ đó các em kết luận là AC bằng A phẩy C phẩy vì cùng bằng 4 cm. Rồi, từ ví dụ trên, người ta chứng minh được nếu cạnh huyền và một cạnh góc vuông của tam giác vuông này bằng cạnh huyền và một cạnh góc vuông của tam giác vuông kia, thì cạnh góc vuông còn lại của hai tam giác bằng nhau. Đúng không? Như trường hợp trên. Vì thế, từ trường hợp bằng nhau thứ nhất, cạnh 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 của tam giác, ta có trường hợp bằng nhau đối với tam giác vuông như sau. Rồi các em chỉ cần ghi nhớ như thế này.
Nếu cạnh huyền và một cạnh góc vuông của tam giác vuông này bằng cạnh huyền và một cạnh góc vuông của tam giác vuông kia thì hai tam giác vuông đó bằng nhau. Cụ thể các em hình dung như sau. Nếu chúng ta có hai tam giác vuông như thế này mà cạnh huyền nó bằng cạnh huyền, một cạnh góc vuông bất kỳ nó bằng một cạnh góc vuông bất kỳ. Được chưa? Hai tam giác vuông như thế này ta gọi là hai tam giác vuông bằng nhau. Ở đây là bằng nhau. Hai tam giác vuông bằng nhau thì có rất nhiều trường hợp, sau này chúng ta sẽ học tiếp. Nhưng trường hợp này chúng ta gọi là trường hợp cạnh huyền và một cạnh góc vuông. Các em viết tắt là trường hợp cạnh huyền gạch ngang cạnh góc vuông. Được chưa? Rồi. Hai tam giác vuông khác này. Có cạnh huyền bằng cạnh huyền này. Một cạnh góc vuông bằng một cạnh góc vuông này. Các em chỉ cần chỉ ra được như thế này thôi thì chúng ta có thể kết luận là hai tam giác vuông này bằng nhau theo trường hợp cạnh huyền cạnh góc vuông. Rồi, cụ thể ở đây người ta đã giải thích rõ này. Cho tam giác ABC và tam giác A phẩy B phẩy C phẩy này. Nếu góc A bằng góc A phẩy và cùng bằng 90 độ, tức là góc A vuông, góc A phải vuông. Hay nói cách khác là hai tam giác này là hai tam giác vuông. Và đồng thời BC bằng B phải C phải, tức là cạnh huyền bằng cạnh huyền. AB bằng A phải B phải, tức là một cạnh góc vuông bằng một cạnh góc vuông. Thì hai tam giác này bằng nhau. Kem kết luận là tam giác ABC bằng tam giác A phải B phải C phải. Hai tam giác này bằng nhau theo trường hợp cạnh huyền cạnh góc vuông. Ở các bài sau thì các em sẽ học thêm các trường hợp bằng nhau khác của hai tam giác vuông. Trường hợp này chúng ta gọi là trường hợp cạnh huyền cạnh góc vuông. Cạnh huyền này, cạnh góc vuông à. Được chưa? Cạnh huyền cạnh góc vuông. Tiếp theo là các em sang ví dụ 3. Cho tam giác ABC có AB bằng AC, AB bằng AC. Người ta đánh dấu bằng hai ký hiệu giống nhau. Hai cạnh giống nhau thì đánh dấu ký hiệu giống nhau. AH vuông góc với BC. AH này, vuông góc với BC này. Tức là góc này là góc vuông này. Được chưa? Góc AHB là góc vuông. Đồng thời góc AHC cũng là góc vuông. Hay nói cách khác là tam giác AHB và tam giác AHC là hai tam giác vuông. Các em chứng minh rằng tam giác AHB bằng tam giác AHC. Có nghĩa là các em chứng minh hai tam giác vuông bằng nhau. Được chưa? Câu B. AH là tia phân giác của góc BAC. À, để chứng minh AH là tia phân giác của góc BAC thì các em phải chứng minh cho góc HAB bằng góc HAC. Được chưa? Rồi, trước hết là các em làm câu E. Các em chứng minh cho hai tam giác vuông màu hồng và tam giác vuông màu xanh nó bằng nhau. Rồi các em sẽ áp dụng trường hợp mà chúng ta vừa học ở trên. Các em chỉ cần chỉ ra hai tam giác vuông này có cạnh huyền và một cạnh góc vuông bằng nhau. Ở đây chúng ta có này. Góc AHB này bằng góc AHC và bằng 90 độ. Được chưa? Góc AHB bằng góc AHC và bằng 90 độ. Các em có biết vì sao không? Các em giải thích vì sao? À, vì theo đề bài là AH nó vuông góc với BC. Vì AH vuông góc với BC, đúng không? Rồi, chúng ta đã chỉ ra tam giác màu hồng và tam giác màu xanh là hai tam giác vuông rồi. Thì bây giờ các em sẽ xét hai tam giác vuông AHB và AHC ta có.
cạnh AB bằng cạnh AC theo giả thiết. Như vậy là hai tam giác vuông này đã có cạnh huyền bằng cạnh huyền. Được chưa? Tiếp theo, AH là cạnh trung. AH là cạnh góc vuông của hai tam giác này và AH là cạnh trung. Chứng tỏ hai tam giác này có cạnh huyền bằng cạnh huyền, cạnh góc vuông bằng cạnh góc vuông. Từ đó chúng ta dễ dàng kết luận là tam giác AHB bằng tam giác AHC theo trường hợp là cạnh huyền, cạnh góc vuông. Được chưa? Rồi tiếp theo là các em sang câu B. Chứng minh AH là tia phân giác của góc BAC. Tức là các em chỉ cần chứng minh cho góc A màu hồng này nó bằng góc A màu xanh này là được. Nói cách khác là góc HAB bằng góc HAC. À, đơn giản đúng không? Hai tam giác này bằng nhau thì hai góc A tương ứng này nó bằng nhau nè. Vì tam giác AHB bằng tam giác AHC, chúng ta đã chứng minh được ở trên. Hai tam giác bằng nhau thì hai góc tương ứng sẽ bằng nhau. Từ đó các em suy ra là góc HAB bằng góc HAC. Ở đây các em giải thích hai góc này bằng nhau vì đây là hai góc tương ứng, đúng không? Rồi từ đó các em dễ dàng suy ra là AH là tia phân giác của góc BAC. Rồi như vậy là bài học hôm nay đây là kết thúc. Phần bài tập thì các em có thể theo dõi tiếp ở các video sau. Xin chào và chúc các em học tốt.